Thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 2, tức là mùng 10 tháng Giêng, còn gọi là ngày vía Thần Tài. Thị trường vàng bước vào chính hội mua bán. Theo ghi nhận trên báo Đại Đoàn Kết, trước khi đến ngày vía Thần Tài, giá vàng đã liên tục tăng với số lượng người mua bán tăng, trong đó giá vàng nhẫn tròn trơn tăng mạnh. Cụ thể là vào ngày 18 tháng 2, tức là mùng 9 Tết, giá vàng nhẫn tăng 150.000 đến 200.000 đồng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào là 63,65 triệu đồng một lượng và bán ra là 64,85 triệu đồng một lượng. Liên quan đến quản lý thị trường vàng, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần ngân hàng nhà nước sửa nghị định 24 cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng thì giá vàng trong nước chắc chắn sẽ hạ và giảm bớt rủi ro cho người mua. Thưa quý vị, đến nay các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 2021-2025 vẫn bị cản trở tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu khan hiếm, không đủ cung ứng cho thi công, mặc dù là tiến độ theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2025. Trước tình hình trên, thì Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương khẩn trương xác định đủ nguồn cung vật liệu, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công, hoàn thành các thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù, đáp ứng đủ chữ lượng công suất theo tiến độ thi công, làm tiền đề để hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Ngay khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, nhiều tin vui dồn dập đến với vựa lúa miền Tây. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam mới đây, Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu cũng đã cam kết tài trợ cho đề án. Các chuyên gia nhận định là thị trường quốc tế đang chuyển sang các sản phẩm xanh và bền vững. Vì vậy, triển khai đề án là một cách tiếp cận kịp thời, đúng xu hướng để nâng cao vị thế của hạt gạo Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2024, ngành hàng không đang có những bước chuyển mình, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, theo bài viết trên báo Lao động, việc vận tải hành khách hàng hóa tăng trưởng trở lại chính là động lực để các doanh nghiệp hàng không khỏe lại. Tại các cảng hàng không sân bay Việt Nam, tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu khách tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9,6 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Những dấu hiệu tích cực thì ngành hàng không kỳ vọng là năm nay sẽ là một năm đầy khởi sắc, giúp cho ngành hàng này có sự tăng trưởng vượt bậc. Do diễn biến bất thường của đợt chiều cường dâng cao vào những ngày đầu năm mới từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, các tỉnh miền Tây đã bắt tay ngay vào việc từng phần việc cụ thể để ngăn mặn, chữ ngọt ngay sau kỳ nghỉ Tết. Thời kỳ ít mưa sẽ còn kéo dài trong những ngày còn lại của tháng 2, tháng 3 và nửa đầu tháng 4. Dự báo mưa trong tháng 3, tháng 4 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho đời sống và cây trồng. Tình trạng xâm nhập mặn tại hệ thống các sông của Nam Bộ sẽ tăng cao khi mực nước đầu nguồn xuống thấp. Trước nhu cầu nhà ở ngày càng cao năm 2024, Bộ Xây dựng quyết tâm triển khai thống nhất đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Bài viết trên báo Hà Nội Mới nhận định, quyết tâm này cũng đồng nghĩa với việc giải quyết hàng loạt khó khăn vướng mắc để khắc phục cho được tình trạng nhỏ giọt nguồn cung như trong thời gian vừa qua. Bộ Xây dựng cho biết là Bộ sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, qua đó tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Trong năm 2023 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác 9 dự án cao tốc, nâng tổng số chiều dài được cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Tuy nhiên trong những ngày đầu năm mới giáp thìn 2024 này, theo ghi nhận trên báo nông thôn ngày nay, trên một số tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ gây ra nhiều phiền toái khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Giải thích về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết do nguồn lực còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư đường cao tốc là rất lớn. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông với tổng số là khoảng 37 trạm trên 2.063 km chiều dài toàn tuyến.